Tết đến xuân về, shopriagi.vn khuyến mãi cực khủng, tặng ngay 10k cho anh em nào lần đầu tiên đến với vòng quay Tết.shopriagi.vn, cực uy tín, giá siêu rẻ. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với Riaki Minh. Và ngày hôm nay thì bên Anna FiFi cuối cùng họ đã mang trở lại một trong những thứ mà có lẽ anh em rất là mong chờ. Đấy chính là cái Long Quyền. Đấy, cái Long Quyền này thì nó sẽ nằm ở trong vòng quay bay màu. Và vòng quay bay màu thì chúng ta chắc chắn nó sẽ bay tiền. Và cái mốc cuối nó sẽ là 799. Nên là tổng cộng toàn bộ vòng quay này sẽ là 1850 kim cương. Đấy, tính luôn cho anh em ra luôn cho nhanh. Còn về tỷ lệ thì cứ mở nô cuối cùng thì ra thôi. Vòng quay bay màu nó bay bay tiền mà anh em, mở đến nô cuối cùng thì ra đâu có gì đâu. Đấy, trời ơi, và 29 kim cương này, 49 kim cương cũng chả ra gì. À tiếp 49 kim cương này. Đấy, 49, ui xồi, 99 ra gì không? À, không ra gì luôn. Đấy, 99 kim cương này. Và 99 ạ, 99 ạ, ui xồi. Đấy, wow, tiếp nào, ui xồi, 299 vẫn chưa ra anh em ạ. Và 499 tuyệt vọng rồi. Đấy, tuyệt vọng rồi, mốc cuối cùng này. Ui, 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 và toang rồi, thôi nhá. Đấy, anh em biết là phải mở nô cuối cùng ấy thì cộng tổng lại mất 1850 kim cương. Nhưng mà thật ra ấy, nếu mà theo giá mấy cái giá cũ đợt trước hoặc là mở hộp hoặc là các thứ thì giá này là rẻ. Đấy, giá này là rẻ thì anh em nào mà muốn lấy Long Quyền thì lấy đi. Đấy, tại vì tôi thấy ở trên page của Gaina ấy, trên fanpage ấy, cứ có mấy ông cứ comment chứ, ra lại Long Quyền đi, ra lại Long Quyền đi. Đấy, suốt ngày thấy mấy ông spam đòi ra lại Long Quyền. Người ta ra lại rồi đấy. Đấy, bây giờ người ta ra lại rồi đây. Húp húp đi các bạn. Đấy, húp húp đi. Đấy, húp húp đi. Đấy, có ông nào húp không? Chả biết ông nào húp không. Ok, bên Anna FiFi họ mới cấp cho các streamer. Đó là nhân vật mới Santino. Nhân vật này chúng ta sẽ cần phải lấy được ở trong cái thẻ Buya Pass mùa thứ 2. Thẻ Buya mùa thứ 2 thì so với cả phiên bản thử nghiệm ấy thì cái bản này nó sẽ thay đổi. Đó là cái con ma nữ canh khi mà gọi ra ấy, nó sẽ đứng yên trong vòng 12 giây. Đấy, sao ở trong cái phiên bản thử nghiệm của chúng ta ấy là cái con ma nữ canh này nó sẽ tự di chuyển trong 5 giây, sau đó người chơi sẽ sử dụng để bay đến cái vị trí của con ma nữ canh đấy. Tuy nhiên ấy thì ở trong phiên bản chính thức thì sẽ chỉ gọi ra một con ma nữ canh trong vòng 12 giây. Đấy, tức là nhiều thời gian hơn nhưng mà nó sẽ chỉ đứng im thôi. Đấy, nó sẽ chỉ đứng im thôi. Nói chung là hơi ảo này, phải vào game test thì mới biết được. Đây, để tôi vào game tôi test phát. Ok, nhưng mà trước khi test thì anh em đừng quên ghé qua Riaki Store shop bán phụ kiện hợp tác với Riaki Minh. Ở đây thì khi anh em mua bất kỳ mẫu tai nghe nào, anh em sẽ được tặng ngay một con mini Lego, có rất nhiều mẫu tai nghe cách âm chống ồn, có mic rời để cho chúng ta chơi FIFA, chơi Liên Quân, chơi PUBG, chơi đủ các loại game đều tốt hơn. Đấy, và anh em đừng quên đó là mua một tai nghe tặng ngay mini Lego, mua một quà tản nhiệt tặng ngay bao tay Memo nha anh em nhá. Đấy, ok con dê, nào đi test skill nào. Test skill để xem nó có hay không. Đấy, đáp xuống. Ok, sao team mình có mỗi 3 thằng là như nào? Đấy, vào rank team có mỗi 3 người ạ. Trời ơi, biết thế chơi bắn thường ạ. Rồi, bắn rank này không ổn rồi. Anh em thấy tôi chất không? Trận đầu tiên mang vào test xong rank luôn. Ha. Đây, kỹ năng của con Santino nhá. Đấy, tôi sẽ xài kỹ năng của Santino cho anh em xem. Thì kỹ năng này nó sẽ gọi ra một con ma nơ canh. Tại vì con Santino này nó là người chế tác. Đấy, gọi là một con ma nơ canh, ma nanh cơ. Đấy, và nó sẽ tồn tại vào 12 giây. Nó sẽ đứng im ở đằng kia ấy. Đấy, trông hề thật sự ạ. Đấy, và khi mà tôi ấn vào cái kỹ năng nha, tôi sẽ quay trở lại vị trí cũ. Đấy, hay không anh em? Đấy, lúc mà ở phiên bản thử nghiệm thì tôi cứ thấy cái kỹ năng này như một vị thần ấy. Đấy, tức là chúng ta thả ra xong con ma nơ canh nó tự chạy trong vòng 5 giây. Đấy, chúng ta có thể bay ở vị trí của nó. Nhưng mà bây giờ với cái kiểu sửa này tôi thấy nó không phải là thần nữa rồi anh em ạ. Nó là thần đằng anh em ạ. Nói chung là cái kỹ năng này theo kiểu là chúng ta đi do thám thôi. Chúng ta thả cái con ma nơ canh ra xong chúng ta vào chúng ta hỏi thăm đối phương. Đối phương bắn trả chúng ta ghê quá, chúng ta quay trở về vị trí cũ. Nói chung là tôi cũng không thấy cái kỹ năng này nó quá xịn. Đấy, tôi thấy kỹ năng này nó hết sức là bình thường. Như cô Hương ngồi cổng trường nó bán nước đường và đêm nào cũng ngủ trên giường thôi. Đấy, nó cũng không có gì quá đặc biệt. Nói chung là hơi buồn. Hơi buồn. Nói chung là nó cũng hơi toang toác anh em ạ. Và đấy, đây tôi đặt ở đây nhá. Đấy, xong rồi bây giờ tôi chạy bo, có thằng nào bắn tôi quay về cái điểm cũ đấy. Đấy, nó chỉ có mỗi cái tác dụng đấy thôi. Đấy, cái bạn nào mà anh em là Liên Quân ấy thì nó giống con Murat. Đấy, nó bắn tôi phát tôi quay về vị trí cũ luôn. Rồi sợ.
Đấy, nó vẫn bắn mình tiếp ạ. Ôi, quân này nó bắn mình kinh thật đấy. Đấy, ô kìa, mình bắn kìa, các bạn cẩn thận. Bạn ơi, team mình mỗi 3 người thôi. Team mình mỗi 3 người thì các bạn chơi cẩn thận hộ tôi cái. Và ui giời, nhoằng cái bản đồ của nó 26 cháu nhỉ. Ui giời. Đều ơi, đều ơi. Thầy cắn trộm cậu rồi đúng không? Cắn trộm cậu xin nhẹ cái đầu. Ui giời, Ken. Ken mất ngay cái đầu, khổ thân Ken. À, Ken giờ này ngày mới em chưa đi học à? À, đầu tuần chưa đi học à? Hôm nay là đầu tuần mới, sao lại bắt đầu một năm học mới? À, quên, một kỳ học mới luôn. À, hôm nay năm nay thì nghỉ Tết sớm, bây giờ 30 tháng 1 mà đã hết Tết rồi, buồn nhỉ. Và 31 đã hết Tết rồi, năm nay công nhận Tết sớm thật. Nhưng mà sang năm thì Tết sẽ đến muộn hơn, sang năm Tết sẽ rơi vào cuối tháng 2. Đấy, tại vì là năm nay Tết đến sớm thì sang năm Tết rồi đến muộn. Đấy, chuyện bình thường mà anh em. Đấy, ok, sao tim mình không chết rồi. Và ông LDV32A sao thăng 7C6 chết rồi, khổ thân cháu tôi, khổ thân rồi, cứu lại ngay. Đấy, anh em thấy tôi thả mana canh ở dưới nhá. Đấy, xong rồi bây giờ tôi lên đây kiểm tra. À, làm sao, ôi thật, mình bắn hụt nhiều quá. Mình sẽ quay lại vị trí cũ, anh em thấy như hack không? Rồi là hack có phải gọi bằng cụ. Đấy, hack có phải gọi mình bằng cụ. Đấy, hack có phải gọi bằng cụ kỵ luôn. À, địch kiểu thằng bắn nó kia đâu rồi, tí nó kiểu gì đó ra nó cũng sẽ report mình vì mình nó tưởng mình hack. Nó sẽ report mình vì nó sẽ tưởng mình hack anh em ạ. Nhưng mà nói chung là kỹ năng này thì nó sẽ chỉ có đấy tác dụng cách sử dụng nó như vừa rồi thôi, chứ còn trong giao tranh thì thật ra nó cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Chúng ta thả cái con mana canh ra xong chúng ta đi bắn nhau, chúng ta quay lại vị trí cũ đấy, kiểu thế. Trong đâu nhỉ, trong nhà đấy, trong nhà anh em, trong nhà. Ui giời ơi. À, đây ơi, để tôi đây ơi, thêm một mạng nữa, 2 kill dành cho Rikaki Gaming. Đấy, hai kill rồi, 2 kill rồi. À, ok, và sau một khoảng thời gian di chuyển thì team rồi chả gặp thằng nào nữa cả. Ok, sao nên mình chết này, sao mình chết này bạn ơi. Và kill. À, thằng này ăn đồng đội tao, ăn đồng đội tao. Ui khổ thân ông LD toàn chết, xin cái kim tiêm nhá, xin cái kim tiêm này. Tôi cũng chưa biết sử dụng kỹ năng con nhân vật làm sao cho nó hợp lý. Đấy, chưa hiểu làm sao cho nó hợp lý anh em ạ. Ok rồi, à một pha đẩy lên đến vị trí Ori. À, trên đây có 2 thằng này, trên đây có 2-3 thằng, chắc là phải nguyên một team ấy, 2-3 con mực luôn ấy. Đấy, cẩn thận nó bắn bạn ơi, đây rồi. Này đứng giữa được chơi với chúng tôi này, đứng giữa đường này làm ngay hai cháu tàn sát gì đấy. Ui, hai cháu cũng có vẻ kinh đấy. Hai cháu cũng có vẻ kinh của nó đấy. Ok, vẫn còn người à? 3 cháu cơ à? 3 cháu với chúng tôi. 3 cháu. À, cháu này ghê. Cháu này ghê. Legendary. Ai chà. Hắm rồi, có thằng nó bắn tôi anh em ạ, có thằng nó bắn tôi. Mà trong lúc nó không để ý, mình sẽ bí mật trích kim tiêm ấy. Nó tưởng nó bắn gục mình rồi, nó không bắn nữa. Và kim tiêm để làm gì? Kim tiêm để làm gì hả các cháu? Kim tiêm để làm gì? Tự nhiên bây giờ cái trò này có cả tự cứu bản thân ạ. Kim tiêm để làm gì? Béo TT, bắn nó béo TT, béo người luôn. Tại béo TT với chúng tôi bắn cho béo người luôn. Ôi, nó bắn mình tiếp. Ôi, nguy hiểm quá. Quá nguy hiểm. À, đặt ngay quả kỹ năng của Santino. À, right. Thả cả liệu ăn món vào đây chịu đấy. Thả. Ôi, đông thế. Đông thế chịu. Và đông thế, bắn mình đủ các chỗ. Nào, ha vờ nghĩa, cứu phát nào. Cứu phát quay trở lại cuộc chơi. Và quay trở lại cuộc chơi luôn. Chơi luôn. À, được của nó đấy. Team còn mấy thằng nhỉ? À, team còn 6 thằng à? 6 thằng tính cả mấy thằng, tức là chắc là khoảng 2 team. Team mình chắc là khoảng top 3. Đấy, mà team mình của ông LD hơi ngáo. À đây rồi, ngon. Bây giờ này lại có cái kho vũ khí ấy, chui ở đây lại ngon anh em ạ. Chui ở đây lút đồ lại gọi là tươi không cần tưới luôn. Nói chung là kỹ năng của Santino tôi đánh giá là nó khó dùng. Đấy, thật sự khó dùng hơn so với phiên bản thử nghiệm. Phiên bản thử nghiệm thì nó dễ dùng hơn rất là nhiều. Nó thả ra 5 giây nhưng mà cái con mana canh trong phiên bản thử nghiệm nó tự chạy. Còn ở phiên bản chính thức là mana canh nó đứng im. Đấy, mana canh nó đứng im anh em ạ. Và đứng im hay khó chịu vãi, đứng im hay khó dùng lắm luôn đấy.
Đấy, đây là chúng ta lúc trước chúng ta là Elandor. Đấy, nhưng mà bây giờ chúng ta chuyển thành Murat. Chúng ta chuyển thành Murat anh em ạ. Và tôi cảm giác là ở trong phiên bản thử nghiệm chơi như một vị thần. Đấy, đến phiên bản chính thức cũng chơi như một vị thần đằng. Đấy, chơi như một thần đằng luôn. À, ok, nào anh em lút đồ kiểu chơi không nó. Lút đồ lên chơi nó đấy. Và địch cũng chỉ loanh quanh đây thôi. Chơi nó đây. Ui mày mày vào đây này. Duy chồng ly à. Bắn nó sút người luôn. Ai bớ được khẩu 14-1-3 để làm gì. 8 kill. Ủa kìa. Kìa đằng sau ơi bạn ơi. Đằng sau kìa. Chúng nó đông lắm. Chúng nó đông lắm. Chơi đó. Chơi đó. Ui chú xong rồi. Xong rồi. Chết nhanh quá. Không kịp dùng kỹ năng của Santino rồi. Đông quá. Chạy đâu bạn ơi. Chạy bạn vào bo bạn ơi. Ôi giời. Ôi giời, nó móc ra đằng sau đuýt rồi. Chơi đó. Ui, bắn. Ông này, ông bắn yếu thế. Ông ha vừa nghĩa. Thôi xong rồi, tự hủy rồi anh em ạ. Và tự hủy rồi, tự hủy rồi. Bạn ăn mà nó be quả keo được thế thì bạn chả tự hủy. Cố lên bạn đây. Cố lên, và cố lên, cố lên, cố lên. Chơi đó, chơi. Không chơi được rồi. Toang anh em ạ. Nước mắt rơi mà cuộc chơi kết thúc. Ok, cảm ơn anh em theo dõi video này nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em trong video sau. Bye bye.